Đôi mắt thâm sạm khiến cho chúng ta rất là tự ti bởi vì nhìn lúc nào cũng bị mệt mỏi và già hơn so với tuổi. Và các bạn đã sử dụng rất là nhiều phương pháp nhưng mắt vẫn không hết thâm. Vậy thì phương pháp nào có thể trị thâm mắt một cách hiệu quả khi mà các biện pháp chăm sóc tại nhà không có tác dụng? Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Phương Quý, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa da liễu. Trước khi đi vào video, mình xin phép mời các bạn tham gia vào nhóm Chăm sóc sức khỏe cùng bác sĩ, nơi đây quy tụ những bác sĩ từ các chuyên khoa khác nhau. Và nếu như các bạn cần tư vấn chăm sóc da thì hãy nhắn tin cho bác sĩ Quý qua Facebook, thạc sĩ bác sĩ Phương Quý hay là Zalo nhé. Trong video này, mình xin hướng dẫn cho các bạn hai cách trị thâm mắt hiệu quả khi mà những phương pháp chăm sóc tại nhà không có tác dụng. Cách thứ nhất đó chính là sử dụng kem trị thâm mắt. Trên thị trường hiện nay có rất là nhiều loại kem trị thâm mắt nhưng mà không phải loại nào cũng có thể trị được thâm mắt đâu. Các bạn có thể nghe qua các thành phần như là hydroquinone, azelaic acid hay là vitamin C vân vân, có rất là nhiều hoạt chất trị thâm đúng không? Tuy nhiên thì các bạn cần phải nhớ hai hoạt chất quan trọng nhất trong việc điều trị thâm mắt đó chính là dẫn xuất của vitamin A và dẫn xuất của vitamin C. Đối với dẫn xuất vitamin A thì các bạn nên chọn những loại kem mắt có chứa retinol hoặc là các bạn không nên chọn những dẫn xuất vitamin A có gốc nhóm acid bởi vì nó rất là dễ kích ứng. Và vitamin A nhóm acid nó có độ pH thấp hơn và khả năng thẩm thấu rất là cao. Bởi vậy khi chúng ta bôi lên mắt sẽ khiến cho da vùng mắt bị bong tróc, bị đỏ và kích ứng. Có rất là nhiều bạn sử dụng kem dưỡng da mặt có dẫn xuất vitamin A như là tretinoin hay là adapalene để bôi lên mắt. Và dẫn đến các trường hợp là đôi mắt cũng bạn xưng hấp như hai con út bưu và bị đỏ keo. Vì thế các bạn hãy nhớ nhé là khi chúng ta dưỡng da mắt thì chúng ta chỉ nên bôi retinol hoặc là retinin ester thôi nhé Tiếp theo là dẫn xuất của vitamin C Các bạn có thấy rằng vùng da dưới mắt của chúng ta có rất là ít tuyến bã đúng không? Và khi các bạn sờ lên vùng da dưới mắt các bạn sẽ không thấy có một lớp dầu như là ở vùng da mặt Bởi vì cơ chế hoạt động của vùng da dưới mắt là nó sẽ có lượng tuyến bã thấp hơn và sẽ ít hoạt động hơn so với vùng da mặt Điều này sẽ khiến cho vùng da dưới mắt nó sẽ bị khô hơn mỏng hơn và dễ nhạy cảm hơn so với vùng da mặt. Các bạn nên nhớ rằng những cái dẫn xuất vitamin C dành cho da vùng mắt nó khác hoàn toàn so với vitamin C dành cho da mặt. Vì thế, nếu như các bạn sử dụng vitamin C của da mặt mà bôi lên da mắt thì nó sẽ làm cho da mắt của chúng ta bị kích ứng và bị đỏ da. Vì thế, các bạn hãy mua cho mình những loại kem dưỡng mắt chuyên biệt có chứa thành phần là vitamin C ở dạng dẫn xuất nhé. Cách thứ hai để có thể trị thâm mắt đó chính là tiêm filler vùng mắt Vậy thì filler là gì? Filler là một chất làm đầy và có khả năng che mờ khuyết điểm Filler nó có chứa HA hay còn gọi là Hyaluronic Acid và những chất đi kèm Và các bạn yên tâm là nó không hề chứa silicon nhé Vậy thì ai là những người trị thâm mắt bằng filler? Thứ nhất là những người bị thâm mắt và có đôi mắt bị trũng Những bạn mà có đôi mắt vừa bị thâm nè, vừa bị trũng nè sẽ nhìn có cảm giác rất là mệt mỏi và hốc hác vậy thì khi chúng ta tiêm filler vào filler nó sẽ làm đầy thể tích hốc mắt và làm cho đôi mắt của chúng ta được đầy đặn hơn từ đó sẽ giảm cảm giác nhìn nó bị mệt mỏi và khi có filler làm đầy trong hốc mắt của chúng ta thì filler nó như một lớp màng trắng che đi lớp đen ở bên dưới dẫn đến đôi mắt của chúng ta sẽ được giảm thâm và làm trắng sáng hơn rất là nhiều trường hợp thứ hai là những bạn mà bị rối loạn về tăng sắc tố da vùng dưới mắt Vậy thì khi chúng ta tiêm filler vào thì nó sẽ giúp cho vùng da dưới mắt được trắng hơn và sáng hơn. Đặc biệt là khi HA hay còn gọi là hyaluronic acid trong filler nó phân giải thì nó sẽ tạo môi trường thuận lợi để tăng sinh collagen và elastin. Theo cơ chế đó là làm cho những sợi collagen và elastin nó được chắc khỏe hơn, từ đó vùng da dưới mắt của chúng ta nó sẽ được ngăn ngừa lão hóa, giảm nếp nhăn và trắng sáng hơn. Trường hợp thứ ba đó là những bạn bị thâm mắt do rối loạn vận mạch vùng da dưới mắt Vậy thì khi chúng ta tiêm filler thì filler nó có khả năng che mờ đi những cái lượng mạch máu ở bên dưới dẫn đến làm cho đôi mắt của chúng ta được trắng hơn và sáng đờ màu hơn Tuy nhiên thì việc tiêm filler cũng có một số tai biến nhất định nếu như không có kiến thức rõ về giải phẫu vùng mặt Vì thế các bạn hãy chọn tiêm ở những nơi uy tín có bác sĩ như là bác sĩ quý nè Vậy là video đã kết thúc Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho bác sĩ quý nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn